Công ty cổ phần thanh toán quốc gia NAPAS vừa gửi công văn đến các ngân hàng số bổ sung phí chia sẻ giao dịch rút tiền ATM đối với tổ chức thành viên chỉ tham gia chiều phát hành thẻ. Trong công văn này, NAPAS đề nghị việc bổ sung phí chia sẻ cho giao dịch rút tiền ATM dành cho tổ chức thành viên chỉ tham gia trong vai trò tổ chức phát hành, không có mạng lưới ATM chấp nhận thanh toán. Khi tổ chức thanh toán chấp nhận giao dịch rút tiền từ tổ chức thành viên chỉ tham gia với vai trò tổ chức phát hành, sẽ nhận được mức phí chia sẻ là 8.000 đồng thay vì mức 2.000 đồng như hiện nay. Mức phí này sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 8 tới.